Bé Mary 4 tuổi đã quen với việc khám răng. Bé đã được nhổ 4 răng và có 9 răng đang được chữa trị. Mary không thích chải răng, nhưng nha sĩ nhấn mạnh cần phải chải răng thường xuyên. Chúng tôi thường nhân nhượng với con, trong khi đáng nhẽ phải yêu cầu cháu chải răng thường xuyên. Giờ thì bài học đã khá là khắc nghiệt. Theo tôi, bố mẹ không được nhân nhượng với con cái trong việc này. Hãy luôn nhắc nhở chúng chải răng, bởi vì nếu không sẽ nảy sinh thêm nhiều vấn đề. Theo thống kê, ngày nay, cứ 8 đứa trẻ 3 tuổi thì có một bé bị sâu răng. Nhà sĩ nói hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Thứ ba hàng tuần, tôi làm việc 6 tiếng, gây tê cho các bệnh nhân. Chúng tôi điều trị cho 10 bệnh nhân, trong đó trung bình có 7 trẻ em bị sâu răng nghiêm trọng. Nhưng nguyên nhân gây sâu răng ở trẻ em lại đơn giản. Đó là do trẻ em dùng quá nhiều thức ăn và đặc biệt là đồ uống có đường. Chúng ta cần giảm lượng đường trẻ em vào, đường có trong thức ăn, nước giải khát, bánh kẹo, v.v. Vì vậy, ông bà và bố mẹ cần cố gắng giảm lượng đường cho trẻ. Và điều trị sâu răng sớm ở trẻ em có thể giúp ngăn ngừa những vấn đề nghiêm trọng khi đến tuổi trưởng thành. Theo các nha sĩ, sâu răng là lý do phổ biến nhất khiến trẻ em từ 5 đến 10 tuổi phải đến bệnh viện. Vậy mà chứng bệnh này gần như hoàn toàn có thể ngăn ngừa. Việc giảm lượng đường ăn vào, chải răng đúng cách với kem đánh răng phù hợp và đều đặn đến gặp nha sĩ để kiểm tra sẽ giúp trẻ tránh bị sâu răng.